Đàm được thực hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Xin quý vị cùng dõi. Tôi không phải là lỗi phần cứng à. Good morning, European city guests, and good afternoon. Thương và giúp chị cái mức tiếng Anh nhé, à mức tiếng Việt nhé. Welcome all of you to our business networking forum today. Ladies and gentlemen, logistics has become a very hot issue during this COVID time. Implementing the National Trade Promotion Program 2020, we aim to support Vietnamese and European businesses to search for business opportunities in the logistics sector. Today, the Vietnam Trade Promotion Agency, Vietcheck, cooperates with the Import and Export Agency of the Vietnam Ministry and Industry and Trade, MOIT, Vietnam Trade Office in the EU, Vietnam Logistics Business Association, VLA, and Vietnam Shippers Council, VNSC, to organize this B2B networking forum on logistics between Vietnam and EU. Attending the forum today, I am honored to introduce this distinguished guest, Mr. Wu Baku, Director General of Vietcheck. Mr. Chen Henghai, Deputy Director General of the Import and Export Agency, MOIB. Mr. and Mrs. Trade Consultants of Vietnam Trade Office to the EU. Mr. Phan Thong, General Secretary of the Vietnam Shippers Council, VNSE. Mr. Nguyen Thuong, Deputy General Secretary of the Vietnam Logistics Business Association, VLA. Mr. Gilbert Canaveras, President of Francoris and France Foreign Trade Advisor. Mr. Shafak Dikin, Senior Manager Supply Chain Solutions Asia, Holland International Distribution Council, HIEC. And a very important part of our firm today is various Vietnamese and EU agencies, organizations and businesses in the logistics sector. Welcome all of you. Our firm includes a plenary section and B2B section. The B2B sections follow right after the plenary section. Separate schedules for B2B meetings have been informed to all related businesses. Kindly check your schedule and ensure your participation on time. Now to start, may I invite Mr. Wu Baku, Director General of Vietcheck, to deliver his opening speech to our forum. Please welcome, sir. Cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách quý cùng toàn thể quý vị doanh nghiệp Việt Nam và các nước EU tham gia diễn đàn. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự diễn đàn ngày hôm nay. Nhân đây, tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn các đơn vị liên quan bao gồm Cục Xuất nhập khẩu, các thương vụ Việt Nam tại các nước EU, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA, Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam VNSC đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, đồng thời tổ chức sự kiện thiết thực hữu ích này cho doanh nghiệp Việt Nam và các nước EU trong bối cảnh dịch COVID-19 đang cản trở đáng kể các hoạt động giao thương trực tiếp của doanh nghiệp. Thưa quý vị, EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác thương mại. Quan hệ thương mại Việt Nam-EU trong thời gian qua đã phát triển hết sức nhanh chóng và hiệu quả. Từ năm 2000 đến năm 2019, trao đổi thương mại song phương Việt Nam-EU đã tăng lên gần 13,8 lần, từ mức 4,1 tỷ đô la Mỹ năm 2000 lên 56,45 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Trong đó xuất khẩu từ Việt Nam vào EU tăng gần 15 lần và từ 2,8 tỷ đô la lên 41,54 tỷ đô la. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang EU dù giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn đạt mức cao ở mức là 33,23 tỷ đô la Mỹ. Trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ EU tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,42 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay,
EU là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam bên cạnh Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiệp định EVFTA có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 đang tạo ra cú hích lớn cho phát triển thương mại Việt Nam-EU. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều Việt Nam-EU đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có những khó khăn từ một số hoạt động logistics không diễn ra như thông lệ. Có thể đơn cử như thời gian qua, một số dịch vụ logistics cho hàng hóa lưu chuyển giữa Việt Nam và EU trở nên đắt đỏ, khan hiếm. Các doanh nghiệp cũng phải đáp ứng thêm một số yêu cầu, điều kiện mới do các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu, quy trình kiểm soát hàng hóa quốc tế của EU có sự thay đổi. Để hoạt động trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam EU hiệu quả hơn, việc tối ưu hóa chất lượng, hình thức thực hiện các dịch vụ logistics phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam EU và ngược lại, trong điều kiện kinh tế mới dưới tác động của dịch COVID-19 và tiến tới hậu COVID-19 là một trong những giải pháp cấp thiết. Tôi rất mong các doanh nghiệp logistics của Việt Nam và EU thông qua diễn đàn ngày hôm nay sẽ có điều kiện thuận lợi gặp gỡ trực tuyến, trao đổi các định hướng, cơ hội hợp tác, liên kết cùng tận dụng và phát huy nguồn lực của nhau để tối ưu hóa dịch vụ logistics phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam EU. Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ đang tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy xuất khẩu, tạo thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và EU, các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp logistics. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng logistics đồng bộ, tăng tính liên kết của các phương tiện vận tải, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ logistics thông qua ứng dụng số hóa các quy trình hoạt động. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị về triển lãm trực tuyến quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo, sẽ bắt đầu khai mạc vào ngày mai 9 tháng 12 năm 2020 và diễn ra đến ngày 12 tháng 12 năm 2020. Triển lãm quy tụ số lượng lớn các doanh nghiệp tên tuổi của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp có mối quan hệ kinh doanh năng động với EU. Đây sẽ là những khách hàng quan trọng cho các dịch vụ, cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics của Việt Nam và EU. Trân trọng kính mời quý vị ghé thăm, giao dịch và tìm kiếm đối tác tiềm năng trực tuyến từ triển lãm trực tuyến tại trang www.foodexpo.vn. Trước khi dừng lời tại đây, tôi xin chúc diễn đàn chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc sức khỏe các đồng chí tham tán Việt Nam tại EU. Kính chúc đồng chí lãnh đạo Cục Xúc Tiến Xuất Cục Xuất Nhập Khẩu, lãnh đạo các hiệp hội VLA, VNSC, các quý vị diễn giả từ Hội đồng Phân phối Quốc tế Hà Lan, HIEC, Ngài Chủ tịch Franco Rich, cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự diễn đàn, chúc các doanh nghiệp và người dân EU an toàn vượt qua đại dịch. Chúc các doanh nghiệp Việt Nam và EU sẽ kết nối thành công từ các giao dịch trực tuyến tại diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. Bubako. Following, may I invite Mr. Slack Declin, Senior Manager of Supply Chain Solutions Asia, Holland, to present some keynotes on logistics for Vietnamese export to the EU market. Please welcome, sir. Hello, can you hear me? With the select plan, can you start now?
I see your slide ready. Can you open your microphone? That's too quiet. Too quiet. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, can you also see my presentation? Yes. Okay. Well, there we go. Sorry for this small technical hiccup. Thank you very much for your kind introduction and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Jacques de Klein and I work for the Holland International Distribution Council. I am actually based in Bangkok, Thailand, and from here I support the many projects we do in the Asia Pacific region. It is my pleasure to participate in this webinar, although it was on very short notice since Friday I was involved in this webinar. I have 10 minutes time, so I will quickly go through the agenda. First of all, I'd like to introduce HIDC. Then secondly, I will highlight a little bit details about the logistics sector in the Netherlands. I will talk about the EU markets. I will show you the gateways to Europe and finally some EU và cái cách thức để có thể thâm nhập được châu Âu nói chung, giới thiệu về hệ thống custom hải quan và hệ thống thuế VAT của tôi. Xin giới thiệu về hiệp hội phân phối quốc tế Hà Lan ạ. Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường châu Âu. Và chúng tôi chia thành 4 nhóm. Đầu tiên là hỗ trợ về cảng biển, sau đó là về hỗ trợ các dịch vụ về logistics. Trong đó gồm có những hệ thống phân phối cung cấp về cái nhà kho lưu trữ. Chúng tôi hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp từ nhỏ đến các cái doanh nghiệp quy mô vừa và phải, vừa và lớn. Và nhóm thứ ba. Và nhóm thứ ba tôi cung cấp hỗ trợ về những cái thông tin về về hệ thống logistics của châu Âu, các đối tác, tìm kiếm hỗ trợ các đối tác. Và cái nhóm thứ ba thì chúng tôi hỗ trợ cho có thể là tạo ra những cái việc làm cho trong lĩnh vực về logistics. Và chúng tôi ở đây thì chúng tôi cung cấp các cái tư vấn về cái chuỗi cung ứng ở châu Âu, ví dụ như là về cơ sở, về cấu trúc tài chính hay là về thiết kế, về vận chuyển. Và chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ gọi là matchmaking, tức là kết nối về dịch vụ logistics, về dịch vụ thuế, về tuân thủ quy định pháp luật. Và chúng tôi có một cái chương trình gọi là Fact Finding Trip ở Netherlands, tức là hỗ trợ để tiếp cận với lại các đối tác tiềm năng. Ngoài ra thì một cái chương trình hỗ trợ khác của chúng tôi là hỗ trợ về các cái sản phẩm, cung cấp các cái thông tin và các cái kiến thức về các cái sản phẩm dịch vụ logistics. Chúng tôi có các cái đối tác ở rất nhiều nước khác nhau, ở Thái Lan, ở Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay thì cái trụ sở chính của tôi thì ở Hà Lan. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhờ có cái sự hợp tác chặt chẽ với lại cả các cái chi nhánh của chúng tôi ở toàn cầu, ví dụ như là chúng tôi hợp tác với các đại sứ quán Hà Lan ở các nước, hợp tác với lại cả cục đầu tư nước ngoài của Hà Lan, hợp tác với lại cả các cái đối tác định hướng xuất khẩu, ví dụ như là Vietrade, cục xúc tiến thương mại. Và để hiểu hơn về lĩnh vực logistics ở Hà Lan thì tôi xin giới thiệu một số thông tin như này. Và lĩnh vực logistics ở Việt Nam, ở Hà Lan thì đã được hình thành và phát triển từ rất lâu. Qua thời gian thì ngành logistics ở Hà Lan đã rất là phát triển. Và ngành logistics thì đóng góp đến 9,4% cho tổng GDP của Hà Lan. Và có một khối lượng lực lượng lao động làm việc rất lớn trong lĩnh vực logistics này, chiếm đến 8,8% số lượng những cái nhân công làm việc trong lĩnh vực nhân công lực lượng lao động của Hà Lan.
Và chúng tôi có hệ thống nhà xưởng lớn nằm ở khắp nơi ở Hà Lan. Và chúng tôi thì hội đồng phân phối quốc tế của chúng tôi thì được xếp vào là một trong những cái hội đồng mà đứng ở đầu hàng đầu với thế giới trong lĩnh vực vận chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và chúng tôi có lực lượng lao động tận tâm đa ngôn ngữ. Cái cách để có thể tiếp cận vào thị trường châu Âu, có thể nói rằng là số lượng người dân sinh sống ở thị trường châu Âu, thị trường EU nói chung thì lớn hơn rất nhiều so với lại cả số dân sống ở EU cộng lại với lại cả Canada. Và chúng tôi chúng tôi có một cái khái niệm, đó là khái niệm banana, tức là một cái khái niệm về các cái khu đô thị có cái số dân 100, với số dân là 100 triệu dân trải dài từ phía bắc của Italia tới Đức cho tới Vương quốc Anh. Và như thế có thể thấy là chúng tôi đây là một cái thị trường tiềm năng và nó trải rộng ở khắp châu Âu. Khi mà bạn nhập khẩu vào Hà Lan thì cơ hội của các bạn rất cao, bởi vì thị trường EU là một cái thị trường thống nhất với lại cả cái luật hải quan chung, và bởi vậy mà khi mà có thể xuất khẩu vào Hà Lan thì đấy là cơ hội cho các bạn để tiếp tục xuất khẩu vào các nước khác ở trong khu vực EU, có thể tự do lưu thông. Và có một cái đặc điểm tiếp tục giới thiệu về cái cách thức để có thể tiếp cận vào EU thì thị trường Đức thì là thị trường là một cái điểm mà nhập khẩu lớn nhất ở EU, sau đó là đến Hà Lan. Chúng tôi thì cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu lớn thứ hai ở EU, và ba cái thị trường lớn nhất của EU thì đều nằm xung quanh Hà Lan. Và như vậy thì các bạn có thể rất dễ dàng để tiếp cận ba cái thị trường lớn này, đó là UK, Đức và Pháp. Và hầu hết các khách hàng của EU thì có thể dễ dàng nhận hàng hóa trong vòng chỉ khoảng 2 đến 3 ngày thông qua các cái hệ thống vận chuyển của chúng tôi. Và chúng tôi có một cái hệ mạng lưới vận chuyển siêu tốc. Và cái mạng lưới này thì by Chinese ports, the port of Singapore and recently the port of Dubai. However, Rotterdam remains the largest port in Europe based on the container volume shown here. What most people don't know is that Rotterdam is actually the main port for Germany. This has to do with the fact that the ships arrive days ahead in Rotterdam before they reach the port of Hamburg or Bremen. Many German companies therefore import their goods through Rotterdam and ship transport the goods by road or by barge or by rail to the inland. Rotterdam is not standing still. It still continues to develop in many ways. They have reclaimed land in the sea and expanded their operations. And the operations are now fully automated. Fully automated cranes take care of the container handling. Also, they play an active role on digitizing supply chains. Navigate, which is a software developed by the Port of Rotterdam, is a very useful tool to determine which way or which mode of transport to use to ship your goods from origin to the final destination. Last but not least, Rotterdam is also connected to the One Belt, One Road initiative. Not only as a final destination in Europe, but also as a transshipment point to move your goods to the east coast of the US and the UK. At the moment, it is possible to move your freight from China by rail to the port of Rotterdam, transfer it to a ship, and steam it across the ocean to the east coast of the US. That can be done faster than shipping directly from any Chinese port by sea. Another success story is Amsterdam Airport, also known as Schiphol. Schiphol remains also very high in the top of cargo and passenger hub rankings. You can see here, it is very well located, has many connections
airports across the world. The freight volumes, the air cargo, is still high. In fact, it is increasing. At the moment, we see a tremendous surge of volume from China into Europe. People prefer Schiphol to do the customs clearance because of their efficiency. Many e-commerce operators choose to import via Schiphol Airport. As mentioned, we have more unique features. Our customs department. Customs departments are sometimes having a problem with a negative image. They're slow and so on. But Holland is the opposite. In a recent trade survey, across 119 countries, the Dutch customs department came out as the best performer. Why is that? Well, mainly because they have a very pro-business attitude, which results in a very fast clearance process and a low risk of delay. Dutch customs is also known to be a front runner with regards to electronic data exchange and data analysis. Finally, I'm pleased to say that the teams at the customs department are fully prepared for any Brexit outcome, which might be soon. One of the questions we often get from exporters, do you have bonded warehouses? Không áp dụng cái việc số hóa các cái quy trình hải quan. Tuy nhiên, cái việc mà tái xuất khỏi EU tới các cái nước nằm ngoài EU thì cũng không bị giới hạn. Khi mà bạn tái xuất hàng hóa ra khỏi khu vực EU này thì cái thuế VAT thì có thể được áp dụng với một cái mức khác. Trung bình thì cái mức thuế VAT ở châu Âu tính ở mức khoảng 20%. It is up to the service provider, the logistics service provider, to make sure the paperwork is in order. Finally, I'd like to highlight our. Cuối cùng thì tôi xin được giới thiệu về, tôi xin được nhấn mạnh về cái gọi là chương trình VAT thân thiện ở khu vực châu Âu. VAT ở đây thì được đánh vào cái chi phí tiêu dùng, tức là cái thuế bán hàng ấy, và nó sẽ đánh vào cái hàng hóa nhập khẩu trung bình khoảng độ 20%. Vâng, nếu như mà hàng hóa mà nhập khẩu vào EU thì sẽ phải trả mức thuế là 20%. Và cái hệ thống thuế VAT này cho phép cái luồng tạo ra một cái gọi là luồng thanh toán thuận tiện. Những cái người mà chúng tôi có những cái chuyên gia về lĩnh vực thuế để có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khi mà nhập khẩu hàng vào đây, những cái mà không cần thiết phải có chi nhánh, phải đặt chi nhánh hay đặt công ty ở đây. She can become your fiscal representative to take care of all the paperwork and payments related to VAT. As a result, the Dutch VAT deferment scheme ranks very high, as you can see on the index, because of its comprehensiveness and friendliness. I reached the end of my presentation, but there's lots more to share. Unfortunately, we do not have time for this today. Tôi hy vọng rằng là bài trình bày của tôi có thể mang lại một số thông tin hữu ích cho các bạn. Và nếu như mà các bạn có thêm các câu hỏi gì thì hãy liên hệ tôi qua email hoặc là truy cập vào trang web của Hội đồng Phân phối Quốc tế Hà Lan. Thank you, Mr. Jack Glenn. Xin cảm ơn ngài, xin Jack Glenn. Để tiếp tục buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu ngài Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương sẽ giới thiệu sẽ có bài trình bày. Xin mời ngài Trần Thanh Hải ạ. Cục Xúc Tiến Thương mại. Thưa toàn thể quý vị đại biểu đại diện các doanh nghiệp EU và Việt Nam,
từ khi Việt Nam gia nhập WTO thì nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2019 tốc độ tăng GDP đạt 7,2% với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do, trong đó có những hiệp định thế hệ mới với những mức cam kết rất là cao. Và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia đều phát huy tác dụng rõ rệt trong việc đổi mới cơ cấu kinh tế. Đặc biệt là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, còn gọi là hiệp định EVFTA, đã có hiệu lực đi vào thực thi từ 1 tháng 8 năm 2020. Có thể nói EVFTA có hiệu lực mang một ý nghĩa to lớn đối với cả Việt Nam và EU, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới. Đối với EU thì Việt Nam là nước đối tác đang phát triển hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là cầu nối quan trọng trong thương mại và đầu tư giữa EU và khu vực này. Còn đối với Việt Nam thì EU là một đối tác thương mại quan trọng, được tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với thị trường châu Âu nói chung. Ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực thì 85% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. Và đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, Việt Nam cùng với 14 nước ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng đã ký kết một cái hiệp định gọi là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ACEP. Và cái hiệp định thương mại tự do này sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn với quy mô khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm 30% dân số thế giới và mức GDP lên đến gần 27.000 tỷ đô la Mỹ. Nếu như hiệp định EVFTA hướng đến mở cửa thị trường giảm thuế tới 0%, thì hiệp định ACEP lại hướng đến vai trò tạo thuận lợi thương mại và kết nối sản xuất, hình thành cái không gian sản xuất chung với cái vai trò trung tâm của ASEAN. Do đó thì cái sự kết hợp của hai hiệp định EVFTA và ACEP sẽ là mắt xích quan trọng để các doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về chỉ số hiệu quả logistics công bố từ năm 2018 thì Việt Nam hiện đang đứng thứ 39 trên 160 nước tham gia nghiên cứu và tăng 25 bậc so với năm 2016. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng ở top đầu trong các thị trường mới nổi về chỉ số hiệu quả logistics, còn gọi là LPI. Trong thời gian vừa qua thì ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam đã có mức tăng trưởng khá là cao, đạt mức trung bình từ 12-15%. Số lượng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics hiện nay vào khoảng 4.000 doanh nghiệp, bao gồm cả các dịch vụ về kho bãi, giao nhận, vận tải. Và chính phủ Việt Nam cũng đã nỗ lực trong việc kiến tạo cái môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics trong nền kinh tế nói chung, cũng như là các dịch vụ logistics nói riêng. Sự phát triển của ngành logistics đồng thời sẽ tạo điều kiện để cho Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực, có năng suất lao động cao và năng lực cạnh tranh tốt. Thưa các quý vị, EU hiện đang là đối tác một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hoạt động xuất nhập khẩu của EU sẽ tiếp tục sôi động với việc EVFTA đi vào thực thi. Đây là một tiền đề hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics của cả hai bên và rộng phạm vi kinh doanh, phục vụ được nhiều các doanh nghiệp sản xuất và thương mại hơn nữa. Hiện nay thì đã có một số doanh nghiệp logistics lớn của EU như là Maersk, CMA CGM, DHL, Panalpina, Clear Nation, Nimi Center đã có mặt và hoạt động tại Việt Nam. Nhưng còn rất nhiều các doanh nghiệp dịch vụ logistics khác, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa hiểu rõ những cơ hội đang mở ra tại thị trường Việt Nam và chưa biết nhiều về các đối tác tiềm năng tại đây. Ở chiều ngược lại thì các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác phát triển thị trường sang khu vực EU nhưng còn đang rất hạn chế về năng lực tiếp cận cũng như thông tin về các đối tác tại châu Âu. Các cơ hội kinh doanh giữa hai bên không chỉ ở việc doanh nghiệp có thể làm đại lý cho nhau tại thị trường của mỗi bên mà còn được cơ hội tham gia đầu tư và hạ tầng logistics hiện còn đang rất thiếu tại Việt Nam, cũng như tham gia triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ trong logistics, đẩy mạnh đào tạo nhân lực logistics và hợp tác trong những lĩnh vực mới như là logistics đô thị, logistics tuần hoàn, logistics xanh. Thông qua diễn đàn giao thương lần này, chúng tôi mong muốn các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics hai bên có thể có thêm thông tin, tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và tìm kiếm được nhiều đối tác khách hàng tiềm năng trong tương lai.
Xin chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công. Chúc diễn đàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you, Mr. Trần Thanh Hải. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Hải. Tiếp theo tôi xin giới thiệu ngài Gilbert Canameras là chủ tịch của Franco Rich, là chuyên gia tư vấn ngoại thương Pháp, sẽ có bài trình bày ạ. Okay. Do you hear me? Các bạn có nghe thấy tôi nói không ạ? Okay, I thank you very much. Good morning. Xin cảm xin chào mọi người và xin chào buổi sáng. Tôi xin giới thiệu tự giới thiệu tôi tên là Gilbert và tôi là chủ tịch của Francoris, là chuyên gia tư vấn ngoại thương của Pháp. Và tôi là trước đây tôi là nguyên là chủ tịch của một cái hiệp hội tên là FIRM. Và chuyên môn của tôi hôm nay thì tôi xin giới thiệu về các cái vấn đề liên quan đến thực hành quản lý rủi ro logistics. Xin cảm ơn đã mời tôi tham dự vào cái buổi diễn đàn ngày hôm nay. Vâng, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu về vấn đề thực hành quản lý rủi ro, những cái vấn đề có thể gặp phải khi mà hợp tác về logistics với các doanh nghiệp EU. To express a global background of the risk management. And first of all, I would say that risk taking is a quintessence of company and entrepreneurs. Of course. Cái việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là cái việc mà đánh giá rủi ro, nắm bắt, xử lý rủi ro là một trong những cái yêu cầu hàng đầu của đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp nào. Do vậy mà cái việc đánh giá rủi ro, chấp nhận rủi ro cũng là cái việc có thể nâng cao được cái năng lực cho các cái doanh nghiệp. Nhưng mà làm thế nào có thể đánh giá rủi ro và xử lý những cái rủi ro này? Khi mà doanh nghiệp tham gia vào cái gọi là vào một cái thế giới thay đổi liên tục. Do vậy mà các cái rủi ro từ cái việc tham gia này sẽ càng ngày càng tăng cạn. Are demanding accountability for risk taking. And nowadays the board of directors must engage and is accountable to the general assembly of a company. And last but not least, rules of compliance are required more and more in every organization. So, I have no video. I don't know if it's normal. I have no video, but. So I follow. I would say that the vision of its markets, the needs of its organization, and the risk that threaten need for the company to control its risks. And therefore, the risk management nowadays is recognized as a necessity to control and mitigate the risk. This is is valuable for all company now in Europe and I would say quite around the world.
all the company are equipped with a risk management system. Now, what are the characteristics of risk today? We can say that the risk we have several risks, and risks are external and internal to the company. We have external risk as political risk, pandemic risk, this kind of risk, and we have internal risk as interruption of breakdown of machine, responsibilities, etc., etc., liabilities. These two risks are surrounding the company. We have what we like to call the butterfly effect of risk. That means that a risk can source in one place, in Tokyo, for example, and the event of this risk occur in Paris. But the impact of the risk will be seen in Bangkok, for instance. So this is the butterfly effect of a risk. The risk today have a very quick impact due to the consequence and the dissemination of information. Information is going very fast, and the consequence is that the impact of risk are quite immediate. And we can say also that the risk are protiform. It's difficult to identify the risk. Cái đặc điểm của các cái rủi ro thì có thể đến từ các yếu tố khác nhau, ví dụ như là yếu tố về nội tại, ví dụ như là về máy móc hư hỏng hay là vấn đề trách nhiệm liên quan đến con người, hay những cái yếu tố từ bên ngoài, ví dụ như yếu tố về chính trị hay yếu tố về dịch bệnh. Và các cái rủi ro hiện nay thì nó có cái tác động ngay lập tức, tác động trực tiếp, có thể là do thiếu những cái thông tin nên là thiếu những cái hành động lập tức, do vậy mà tác động nó có thể xảy ra ngay. Và vì vậy là chúng ta cần phải có một cái gọi là hệ thống quản lý rủi ro cần phải được trang bị cho các công ty để có thể nắm bắt được những cái rủi ro, dự báo được những rủi ro và từ đó giảm thiểu được cái rủi ro. Và prioritize the risk. Và chúng ta thì cần bên cạnh cái việc là phân loại những cái yếu tố rủi ro, chúng ta phải xếp loại những cái rủi ro này theo những cái ưu tiên khác nhau. Đâu là cái rủi ro mà ta cho là quan trọng nhất để có thể xử lý đầu tiên? Ví dụ như khi thâm nhập một ví dụ như khi thâm nhập một cái thị trường mới thì một trong những cái rủi ro có thể đối mặt với đấy là rủi ro về mặt chính trị. So that gave to the risk manager the necessity. Chính vì vậy mà tôi đánh giá là cái việc quản lý rủi ro là một việc hết sức cần thiết. Nó có thể xuất phát từ những cái yếu tố từ bên trong bản thân của công ty đó. Với những cái đối với từng những cái rủi ro thì ta cần phải có những cái biện pháp xử lý phù hợp, xây dựng những cái kế hoạch hành động để có thể xử lý giảm thiểu những cái rủi ro đấy. And the prevention allows also to be in a very better position to negotiate with insurer. Và bên cạnh những cái với những cái rủi ro này thì các bạn có thể có những cái phương thức để giảm thiểu nó, ví dụ như là bằng các cái hình thức bảo hiểm phù hợp để có thể là hỗ trợ trong việc giải quyết những cái rủi ro này. Cái mục tiêu đầu tiên của quản lý rủi ro the risk management system must control risks based on the level of risk that the organization is willing to accept and that the board of directors has defined to increase its value. First of all, is the board of directors who define the level of acceptable risks, and after that, the risk management system will try to mitigate these risks, the risk not acceptable by the board. And finally,
the risk management system will have to provide reasonable assurance that the organization's objective will be achieved. So, what are the roles and the responsibilities of risk manager? The first role for a risk manager is to help to define risk management policy of the company. And define, the second point is define the risk management system and ensure the soundness of the methodology. The risk manager have to animate the system to develop risk reporting and to supervise a control and control the system. Nhiệm vụ của một cái nhà quản lý rủi ro đấy là phải xác định được những cái xây dựng một cái hệ thống quản lý rủi ro, xây dựng được những cái biện pháp phù hợp để có thể xử lý hay là giảm thiểu những cái hệ thống giảm thiểu những cái vấn đề rủi ro đấy, cần phải xác định đâu là những cái rủi ro mà có thể chấp nhận được hay những cái rủi ro nào không thể chấp nhận được. The risk manager to reach all this objective will have to promote also the skills and the culture. Nhà quản lý rủi ro cũng cần thiết phải xây dựng những cái kế hoạch hay những cái chiến lược phù hợp để có thể thích nghi với lại cả những cái rủi ro nhất định, những cái rủi ro có thể chấp nhận được. Và đương nhiên những cái nhà quản lý rủi ro này cần phải làm thực hiện những cái báo cáo về những cái vấn đề rủi ro mà anh ta có thể dự đoán được lên CEO, để từ đó CEO có thể có những cái chiến lược chung phù hợp. Company employees around a common vision on the main risks. Risk management allows to secure the company's decision making and process to help achieve the goal. And the risk management allows to promote the coherence of equities. Các cái nhà quản lý rủi ro này có vai trò rất quan trọng trong việc vận hành công ty hay doanh nghiệp, bởi vì là họ sẽ là những người mà góp phần quan trọng trong việc đưa ra những cái quyết định hay là có thể góp phần vào xây dựng một cái chiến lược phù hợp cho công ty để đạt được cái mục tiêu mà vượt qua được những cái rủi ro có thể dự đoán được. Is not my own vision, is a vision shared by the all the risk manager, I would say true. Và cái quan điểm này, cái quan điểm về rủi ro này không phải là chỉ quan điểm của riêng tôi, mà nó là quan điểm của rất nhiều những cái nhà quản lý rủi ro nói chung. Association. We have a network of global risk manager who work about the evaluation and the promotion of risk management. And this national, this network, as I told you before, is at different level. We have a national level with national association, like AMARE in France, or BELRIM in Belgium. And we have also at the European level, a federation will gather all the European national association. And we have also a regional association like Club Franco-Risque which promote the risk management in the area, in the Francophonie, French-speaking area. And at the top level, we have also an organization, an international association named IFRIMA. What I would like to say is that through all this network of association, we have three main objectives. The first is to have a global networking of the global of the risk manager who like to gather between themselves to exchange, to see how we can develop and promote the risk management. But mainly, this network allows to exchange good practices. And there is no big difference now between a risk manager in United States and a risk manager in Europe or a risk manager in South Asia.
where in South Asia, you have a very big organization also named PARIMA. And finally, the most important is that through this network, we spread, we develop. Về cái hệ thống quản lý rủi ro thì chúng tôi là một cái hiệp hội mà có cái quy mô ở toàn quốc cũng như là ở khu vực châu Âu. Chúng tôi thì cũng có phối hợp với lại cả cái gọi là mạng lưới hệ thống toàn cầu, cung cấp những cái ví dụ thực hành tốt về quản lý rủi ro cho các cái hiệp hội ở khu vực châu Âu, Hoa Kỳ hay là ở châu Á. Chúng tôi có một cái hiệp hội có tên gọi là PARIMA. Xin cảm ơn ngài Gibbs Canameras. Và tiếp theo tôi xin mời ông Nguyễn Tương là Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam VLA sẽ có bài trình bày tại hội thảo ngày hôm nay. Good morning. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu. Tên tôi là Nguyễn Tương, là Phó Tổng Thư ký của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam. Tôi rất là vinh hạnh được tham dự diễn đàn. Tôi rất vinh hạnh được tham dự diễn đàn giao thương trực tuyến Logistics Việt Nam EU 2020. Và bài trình bày của tôi sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là thực trạng của ngành công nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam. Phần thứ hai là cơ hội để có thể hợp tác với ngành công nghiệp Logistics Việt Nam. Như ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu đã trình bày. Bài trình bày đã cung cấp rất nhiều những cái thông tin về thực trạng của ngành công nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam. Và tôi chỉ có 10 phút để trình bày. Bởi vậy nên tôi xin được trình bày ngắn gọn phần thứ hai. Tôi chỉ bổ sung một số thông tin liên quan đến Hiệp hội Logistics Việt Nam. Cho tới nay thì chúng tôi đã có 439 thành viên, gồm có 74 các cái chi nhánh với 49 công ty FDI, và 80% các cái doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và tôi xin được chuyển tới phần thứ hai của bài trình bày của tôi, đấy là cơ hội hợp tác với ngành hợp tác trong lĩnh vực logistics ở Việt Nam. Như các bạn có thể biết, như các bạn có thể biết là ưu tiên của chính phủ Việt Nam đó là phát triển ngành công nghiệp logistics, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng logistics gồm cả cơ sở
hạ tầng mềm và hạ tầng cứng, hợp tác với lại cả các cái đơn vị cung cấp dịch vụ logistics thì rất được khuyến khích, đặc biệt là trong việc chuyển đổi, trong việc phát triển chuyển đổi số trong các cái dịch vụ logistics. Và EU thì là một trong những cái là có cái dịch vụ logistics phát triển rất mạnh. Chú Tư có chia sẻ slide không ạ? Các bạn có theo, có nghe được tôi nói không ạ? Nghe được nhưng mà không xem được slide nhờ. Anh có chuyển slide không đây? Xin lỗi về vấn đề kỹ thuật ạ. Ok now. Các cái yêu cầu về đầu tư thì được nêu rất rõ trong luật đầu tư và các cái luật cũng như là những cái quy định có liên quan. Chúng tôi có nghị định 163 năm 2007 vào ngày 30 tháng 12 năm 2017 ạ. Cái nghị định 163 này thì cung cấp những cái thông tin về vận hành dịch vụ logistics, gồm có các cái quy định về đầu tư cũng như là vận hành cho 17 các cái dịch vụ logistics khác nhau. Trong số đó thì ba cái dịch vụ logistics mà các công ty nước ngoài có thể đầu tư 100% vốn, ví dụ như là dịch vụ lưu trữ, lưu kho, dịch vụ đại lý vận chuyển hàng hóa, và dịch vụ thứ ba là dịch vụ vận chuyển nhanh. Và các cái dịch vụ khác thì có giới hạn về cái tỷ lệ phần trăm vốn có thể đầu tư. Và chúng tôi rất là mong muốn có sự hợp tác đầu tư về cảng biển, về nhà kho, đặc biệt là với những cái đối tác mạnh như là Hà Lan. Trong đó có việc xây dựng những cái cảng cảng biển, hay là xây dựng những cái nhà kho lạnh, cái chuỗi kho lạnh. Và chúng tôi rất sẵn lòng được phối hợp với các bạn, phối hợp với cả các công ty mong muốn đầu tư vào lĩnh vực logistics ở Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông. The speech of Mr. Mitter has ended our plenary sessions of the forum. It has provided us a great opportunity to get informed and advised by speakers with several topics on logistics business opportunities between Vietnam and EU. On behalf of the organizers, I would like to thank all co-organizers, including the import and export agencies of FOIP. Bên hỗ trợ có Cục Xúc Tiến Thương mại, có Cục Xúc Nhập Khẩu, có Hội đồng Phân phối Quốc tế Hà Lan, có các Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam. Và sự phối hợp của các bạn thì đã mang lại một cái buổi hội thảo rất hữu ích cho chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngài Vũ Bá Phú. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu đã tham gia vào đã tham gia theo dõi diễn đàn ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng là thông qua cái diễn đàn này thì sẽ là mang lại những cái cơ hội hợp tác cho cả hai bên. Và hai bên sẽ kết hợp có những cái cơ hội để hợp tác kinh doanh trong tương lai. Xin cảm ơn và xin được gặp lại ạ.
viên giao thương. Chúng tôi sẽ mở đồng thời 6 phòng giao thương, bắt đầu từ 4:30 ạ. Và mời quý vị theo các cái lịch giao thương như đã thông báo ở ban tổ chức ạ.